bây giờ ai chơi cứ chơi, ai ăn cứ ăn, ai nhậu cứ nhậu, nhưng ai đang độc thân thì có thể nhận hoa cưới của cô dâu được không ạ? À? Ngay lúc này đây thì tất cả mọi người trong bữa tiệc này ai còn độc thân, có nghĩa là ai chưa có người yêu hoặc có rồi mà chưa cưới thì di chuyển lên sân khấu ạ. Có người yêu thì đừng lên để người yêu xem được video làm mệt nha. Có người yêu mà trong bữa tiệc này là phải xách người yêu lên đây luôn ạ. Cơ hội nhân đôi. Có ai nhận hoa cưới không ạ? Em mời mọi người bước lên trên lối đi xinh đẹp này ạ. Anh Mười chưa người yêu luôn. Trời ơi anh Mười ơi, phong độ thế này mà chưa người yêu. Dạ nhanh chóng, tất cả những ai còn độc thân mình di chuyển lên sân khấu luôn ạ. Xin phép mời ai chưa có người yêu bước lên sân. Mọi người ơi, mọi người đề nghị là đứng ở dưới. Chơi bạn ơi, cái này là chơi bạn ơi, bạn nôn quá. Bạn em không nghĩ anh Mười mà đang gọi là phong độ thế này mà chưa người yêu. Đấy. Sao Linh mập ở đây? Có ai? Anh Hoàng Nam đâu rồi ta? Anh Hoàng Nam về rồi à? Có ai còn chưa có người yêu nữa không? Để em quăng một phát là có người yêu luôn này. Em có vợ rồi mà em chưa có người yêu, chụp được không? Được luôn. Nếu vợ cho phép. Ai chưa có người yêu là thứ nhất này. Ai có người yêu mà chưa cưới này. Mà ai mà đang me ai đó thì cũng lên luôn. Em đếm tới 1, 2, 3 phải là. Hôm nay á, em có một người bạn rất là thân, chơi 12 năm đó là Ánh Cua. Thì em nói là tối nay quăng bông nha. Ánh Cua nó bảo này, mày quăng á, thì mày canh tao nha. Chơi với công bằng, phải xuống dưới. Dạ rồi, bây giờ mời Phan Diễm và Phạm Dũng chúng ta sẽ quay lưng lại nha. Mũi ơi, mũi là ế lâu nhất để đứng sát vô. Dạ, có lời chúc nào gửi tặng cho mọi người ai bắt được hoa không ạ? Chưa, cho em xin chia sẻ thế này. Ở đây là chúng ta đều đang là những người mà đang độc thân. Nhưng mà ở đây ai cũng là trai xinh và gái đẹp. Nếu được... Ôi, con gái con lứa. Từ từ. Rồi, bây giờ rồi nha. Xách cái dép lên. Chị em ơi. Tay đâu? Tay đâu? Mọi người sẵn sàng chưa? Cô dâu chú rể sẵn sàng chưa? Chưa. Bây giờ đếm nha. Chị Tuyên ơi, anh Hải anh đang nhìn chị kìa. Thôi nha, để không mất thời gian của mọi người, em nghĩ là hoa nó không qua tuốt tới dưới đâu. Mọi người đứng sát sát em lên đi, sát lên. Đúng rồi. Mọi người xích lại một tí nữa đi, Rồi. Rồi nha, anh Cua chuẩn bị này, anh Cua. Ê, Cua, này, mày đi xuống dưới đi. Rồi nha. 1, 2, 3. Lại. Chưa được. Chưa. Mọi người phải tập trung chứ. Em đếm nha. Nhưng mà em nói này, có giành nhưng mà đừng có đánh nhau nha. Em đếm nha. 1, 2, 3. Thôi, chưa. Người ta nói là cái... Ta nói là gì? Nhất tam ba bận hả? Rồi chưa? Sẵn sàng chưa? Đây, tập trung này, xích lên. 1, 2, 3. Đã tìm được chủ nhân của bó hoa ngày hôm nay. Nhưng mà... Bây giờ là chung bamboo đưa cho Ánh Cua là sao? Đụng thôi. Nhưng mà người... cầm đưa luôn. Không,
không có. Nó trượt qua. Nhưng mà mình hỏi này, cái câu hỏi này chắc hẳn là rất nhiều người luôn mong chờ này. Anh cua là muốn có chồng chưa? Muốn lắm rồi. Nhưng mà bây giờ là tìm ai bây giờ chưa biết. Người ấy là ai? Ngày hôm nay không thấy nhờ. Chưa có. Dạ, gu của chị bây giờ là Ngưu Ma Vương hay Hồng Hải Nhi? Nói cho mọi người biết luôn ạ. Ngưu Ma Vương. Nhưng mà phải nói là cũng hy vọng rằng anh cua sẽ sớm tìm được người gì ta gọi là nâng khăn sửa túi hả? Đấy. Rồi, bây giờ là quà cũng đã có, hoa cũng đã bắt. Thì em nghĩ là bây giờ cũng còn sớm. Anh em mình là nhờ team. Em nghĩ là bây giờ thực ra là cũng khá là nhiều. Đặc biệt là mọi người thấy trống bàn. Tại vì ông bà cô chú là người lớn tuổi, nên mọi người ăn no xong thì mọi người cũng đã xin phép về. Còn anh em mình là sức trẻ, tuổi trẻ. Đó, mình phải chơi hết mình đêm nay. Em mời anh em cùng lên sân khấu, mời team Tây Nguyên tiếp tục góp vui cùng với ban nhạc ạ. À, anh em bạn bè của Phạm Dũng và Phan Diễm này, anh Lộc này, rồi anh Linh Mập Phút này, vợ chồng anh Linh Mập Phút, anh Quân này, anh Sự này, anh Tài này, anh Chen này, vợ chồng Song Hỷ này, anh gái bạn, anh Nguyễn Tất Thắng, em ngồi mọi người lên đi. Dạ, em một lần nữa em nhờ team đến từ Tây Nguyên mình sẽ lên chơi những bản nhạc thật cháy nha. Mời mọi người cùng lên đi, năn nỉ luôn. Đây là những người mà anh em đã không ngại đường xá xa xôi để đến với Phạm Dũng và Phan Diễm. Trong đó là có anh Sự Gỗ là từ ngoài Bắc này, rồi vợ chồng anh Vững này, công ty Vững Cường Thịnh này, cũng từ Sóc Trăng lên trên này, anh em Đơ Siêu. Chắc là bây giờ cuối buổi tiệc mình cũng... cảm ơn người anh đặc biệt. nhưng mà cho em một tiết mục múa bụng được. Ở đây thì câu cuối cùng thì chắc là cũng phải dành một lời cảm ơn. Cảm ơn anh Tân, một người anh rất là đặc biệt của tụi em. Cảm ơn anh rất là nhiều. Còn bây giờ thì mời mọi người cùng lên trên này để giao lưu. Em nghĩ là để mình đoàn kết nha. Anh Việt đâu ơi, anh Ba Linh, Hiếu ơi, Hiếu Mũi Quyền này, Hiếu Mũi Quyền, mời chị Kim, nha. Chị Kim bước lên trên này luôn. À, trước khi hát thì cho em xin chia sẻ một câu ngắn gọn thôi, để có một buổi tối tuyệt vời như ngày hôm nay thì em xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em này, đặc biệt là các anh em quay phim này, rồi các anh em ban nhạc từ miền Tây lên này. Rồi đặc biệt là cảm ơn em Tài. Em Tài là dựng phim và quay phim của anh Hải Sơ Ba TV. Hôm nay đã làm một cái phóng sự rất là tuyệt vời. Bạn Diễm chắc là nãy giờ bạn Diễm chưa biết là anh Hải đang live trên kênh Sơ Ba TV từ đầu buổi tới giờ. Mà không biết là hiện tại đang bao nhiêu ngàn người xem ấy thì mình cũng... cảm ơn khán giả Sơ Ba TV. Bạn Diễm là cảm ơn tất cả cô, chú, anh chị và các bạn đang xem online. Mà anh Hải nói là 1 triệu người xem thì chắc là nói đùa thôi. Anh Hải nói là nãy giờ anh Hải không có nói live stream nên em... Bao nhiêu người đang xem trên kênh Sapa TV? 340.000. 340.000, 407.000. 6.000 người đang xem trực tiếp. Hồi nãy giờ em không biết live stream nên em có nói gì lỡ lời, mọi người thông cảm. 6.000 đang xem trực tiếp đấy. 6.000 người đang xem trực tiếp thì làm sao mà mời mọi người tới đây được nhỉ? 431 Hoàng Văn Thụ nha. Cũng xin cảm ơn bên đơn vị Dũng Wedding này đã trang trí buổi tiệc ngày hôm nay rất là đẹp. Bây giờ thì chắc là nào mình cùng hát lên nào lời tình tha thiết. Nào mình cùng hát lên nào lời tình tha thiết.